Xin chào mọi người, hôm nay là 28 tháng 2 năm 2022. Hôm nay thì em test con biến tần Segatech 3,5 kW 24V áp cao. Ở đây thì có một bác khách hàng bác ấy mua và bác ấy hỏi rằng là điện ở khu vực của bác ấy thì có những lúc thấp điểm mà bị người ta bơm nước chẳng hạn thì là cái điện lưới đầu vào nó chỉ có 160-165V. Đấy. Điện rất là thấp thì bác ấy hỏi là mua con này về liệu có chạy được không, và vào những cái thời điểm đó thì máy có bám tải, có bù tải cho lưới, thì có rút điện từ lưới vào để bù cho tải không. Đấy, thì hôm nay em cũng giải đáp cái thắc mắc đó và test cho mọi người xem máy nó hoạt động như thế nào khi ở mức điện yếu 160V. Đấy, và điều chỉnh các thông số như nào cho nó phù hợp để máy của chúng ta có thể chạy được và vẫn bù lưới bình thường. Để test thì em sử dụng một máy biến tần Segatech vừa bóc hộp xong. Đây. Một cái wifi kết nối với cả biến tần. Biến tần bên em đang bán là 9 triệu rưỡi nhá, còn wifi là 1 triệu và lọc bụi là 350.000. Đấy, các bác có thể mua biến tần không cũng được, mua wifi không cũng được, hoặc mua lọc bụi bên em đều bán hết. Đấy là để test thì sử dụng biến tần này, wifi này và cái đồng hồ để test đây. Đây là Atomat đầu vào, đây là đồng hồ báo điện áp và dòng điện đầu vào. Còn đây là đồng hồ báo điện đầu ra. Đấy. Còn đây là ổ cắm tải. Đấy. Đây là ổ cắm điện 220V, lấy điện 220V từ cột điện vào này. Còn đây là ổ cắm lấy điện 160V. Điện 160V là lấy ở đâu ra thì em cũng giải thích với mọi người luôn, là lấy ở đâu ra được điện 160V. Điện 160V sẽ được lấy từ cái biến thế dưới này. Cái biến thế dưới của bên cái này của em là cái thiết bị là biến áp cách ly điện 220V. Đấy. Và sẽ lấy ở cái đầu ra 110V, đưa qua một con ổ nắp 5 kW. Này, 110 đưa vào đây và đưa đầu ra này, đầu ra là chỉnh làm sao mà cho nó ra được 160V. Đấy, là chỉnh ở cái bo mạch này thì sẽ tạo ra được điện xoay chiều 160V đầu vào. Đấy. Tức là từ nguyên tắc là từ 220V từ ngoài cột điện vào, đưa vào cái qua một cái cục thứ nhất tạo ra điện 110V, điện 110V đưa sang cục 5 khí, cục dưới là 7,5 kg, đưa lên cục trên là cục 5 khí. Từ cục 5 khí, từ điện 110V sẽ nâng nó lên thành 160V và đưa ra để thử nghiệm cho mọi người xem. Đấy. Thế nó loằng ngoằng mì tôm ở cái chỗ này, và kết quả là em lấy được điện 160V ra để phục vụ test cho mọi người xem. Đấy. Sử dụng ở đây thì dây ắc quy em đang sử dụng là dây 25mm², chạy từ bình ắc quy là 24V 180Ah PV đầu vào đây. Sử dụng 9 tấm pin 390W Caladian, điện lưới vào và điện lưới ra đây, AC in AC out này. Đấy. Màn hình của máy thì đã bị tắt đi nhá, khi bấm vào đây thì nó sẽ sáng này. Đấy. Đây, ví dụ như là điện lưới điện AC đầu vào đang là 160-161V này. Điện đầu ra là 231V này. Đấy. Ở cái chế độ này thì điện từ năng lượng mặt trời vào sẽ lui tải. Đấy. Sẽ lui tải và ắc quy sẽ rút tải, rút điện từ ắc quy ra để lui tải này. Lúc này là PV đầu vào đang rất thấp này. Bây giờ là 3:30 chiều đến nơi, gần 3:30 rồi. Điện áp ắc quy là 25,7 này. Công suất xả ra là 1,47 kW. Công suất của PV là 480W. Cường độ dòng điện là 1,3A. Và điện áp của PV đầu vào là 351V. 351V nhé. Đấy, cường độ 1,3 này. Và công suất PV vào là 480W. Bây giờ nó cũng hết nắng rồi. Hôm nay nó trời nó không nắng, nó nắng hửng một tí buổi trưa đâu. Ở cái mức điện áp là 161V thì là cái biểu tượng điện lưới này nó sẽ nhấp nháy, nó sẽ báo rằng là điện đang yếu, nó sẽ không đóng điện vào tải, và lúc này máy hoạt động ở chế độ độc lập. Đấy. Máy đang hoạt động ở chế độ độc lập mọi người nhá. Đấy, bây giờ muốn máy chạy được, muốn đóng điện lưới thì chúng ta sẽ phải làm bước như sau. Mọi người sẽ cài đặt giúp em ở trên điện thoại nhá. Mở cái phần mềm Smart. Đây, em đang sử dụng trên con iPad này. Đây, mở phần mềm Smart SS ra này. Đăng nhập tài khoản này.
bấm vào chữ đây. Đấy, mọi người sẽ quan sát thấy là đang không sử dụng điện lưới này. PV xuống là 510 này. Acquy đang xả ra này. Nhà đang tải là 1,54 kW này. Đây, đấy. Mọi người bấm vào setting này. Bấm vào, nếu như mà cài đặt cái màn hình ý, thì mọi người cài đặt ở đây. Inventor setting đây. LCD backlight này. Đấy. Cái này là chọn cái dòng trên thì là nó sẽ tự tắt đi. Sau 5 giây không sử dụng nó sẽ tự tắt màn hình, để cho nó đỡ sáng, nhìn thì đỡ bực mình. Còn nếu bấm enable thì cái màn hình nó sẽ sáng mãi này. Đấy, còn đây là Redtool to main LCD. Tức là ví dụ như mọi người bấm thao tác trên kia mà muốn nó trở về vị trí ban đầu thì bấm cái này. Đấy, chọn dòng trên thì là nó mình xem ở đâu thì nó cứ mãi ở đấy, nó không trở về điện về cái màn hình chính. Đấy, rồi còn bây giờ quay trở lại cái vấn đề là làm nào cho nó đóng điện thì mọi người vào phần GIF setting này giúp em nhé. Đấy, GIF setting này. AC input range này. Là cái giải điện áp đầu vào mọi người sẽ chọn chữ là application đây này, chọn dòng trên này. Xong bấm vào config này. Đấy, khi mọi người chọn xong thì trên này nó sẽ kêu tít này. Đấy, mọi người sẽ chờ một lúc. Đấy, máy nó sẽ bắt đầu đóng điện này. Nó sẽ lên cảnh báo số 10 nhé. Cảnh báo số 10 là cảnh báo điện yếu. Rồi, một lúc thì máy sẽ chuyển sang chế độ là bù lưới bình thường mọi người nhé. Nó đang bù lưới đây. Điện lưới vào là 156V, điện lưới ra là 100, tức là bây giờ là vào bao nhiêu ra bấy nhiêu, và điện từ tấm pin năng lượng mặt trời nó đang lạp vào acquy và bù trực tiếp vào lưới nhà. Thế làm nào để biết được nó bù thì mọi người sẽ quan sát vào cái đồng hồ này. Đây, hiện tại nó đang ở chế độ bypass này. Đây là mua điện từ điện lưới, còn đây là tải nhà đang sử dụng. Tải nhà đang sử dụng là 931W và mua điện là 914W này. Chờ một lúc thì nó sẽ... nó sẽ bù lưới cho mọi người xem. Đây nhá, điện áp này. Hiện tại điện áp đang là 158V. Đấy. Như mọi người nhìn thấy màn hình nó đang hiển thị là bypass. Bypass tức là nó đang PV đang yếu, thì nó đang chủ yếu là nó đang chạy từ điện lưới. Đấy, và mọi người quan sát đồng hồ này. Hiện tại là đang kéo lưới là 685W và tải đang sử dụng là 931. Tức là nó đang tiêu đây. Xem PV xuống bao nhiêu nhé. PV đang xuống là 500W này. PV đang xuống 500W. Đấy, và sạc acquy 294W, còn số còn lại là nó sẽ bù vào tải. Kết hợp với cả điện lưới để bù tải đây. Thế ví dụ như bây giờ em tắt PV đi nhá. Đây. Tắt PV đi này thì là cái dây này nó sẽ lên luôn này. Đấy, tắt PV đi. Đấy thì là nó sẽ mua điện hoàn toàn. Mua 932W, nhà đang dùng 930 này. Đấy, lúc này nó sẽ đóng bypass hoàn toàn này. 100% đang sử dụng tải, đang sử dụng điện từ điện lưới này. Bây giờ đóng PV lên nhá. Đấy. Đóng PV lên, một lúc PV sẽ đóng điện này. Rồi, nó đóng điện và mọi người quan sát một lúc thì bắt đầu là cái công suất nó sẽ bù lưới. Sau một lúc nó bù lưới thì bắt đầu cái công suất đầu vào sẽ giảm xuống. Đấy, đang giảm xuống đây. Do PV nó đang chủ yếu là nó đang phục vụ cho lạp acquy. Thành ra là cái lượng bù lưới nó rất là thấp. Đang bù lưới khoảng 200W thôi. Bây giờ em giảm tải xuống nhé. Đây. Tải hiện tại là 200W chẳng hạn. Nhà đang sử dụng tải là 200W thì lúc này nó kéo lưới có 22W thôi.
Đấy, lúc này là kéo lưới có 20W thôi này. Tăng tải nhà lên 300W nhé. Tải nhà lên 336W thì lúc này đang kéo lưới là 160W. Cái này nó kéo lưới nhiều hay ít là nó phụ thuộc vào năng lượng mặt trời từ trên xuống mọi người nhé. Khi ắc quy lo rồi thì nó sẽ bù lưới 100% từ năng lượng mặt trời xuống. Còn khi ắc quy thiếu thì nó bắt buộc nó phải lắp ắc quy. Nó lắp ắc quy đủ rồi thì bắt đầu thừa nó mới chuyển sang là bù lưới. Đấy. Ví dụ như lúc này là nó không lên chữ bypass là nó sẽ đang ở chế độ bù lưới này. Đấy. Đây bù lưới như mọi người thấy xem là công suất nhà đang dùng là 356W và công suất kéo từ điện lưới vào là hơn 90W này. Khi mà cho tải cao, tải thấp đi chẳng hạn. Đây, cho tải thấp ở mức hơn 100W. Đấy, thì nó sẽ bù lưới là khoảng 24W này. Rồi, em lại cho tải nó tăng lên một chút nhá. Tải tăng lên mức là 258W thì đang kéo lưới là vào 87W đây. Nó đang nạp ắc quy mọi người nhé, để xem dòng nạp ắc quy là bao nhiêu. Dòng sạc ắc quy là 11A. Điện từ tấm pin năng lượng mặt trời vào sẽ sạc cho ắc quy và bù cho tải đây. Đang nạp ắc quy là 310W này. Trời hết nắng rồi, điện mặt trời nó lại xuống rất là thấp. Rồi em có kết luận như này nhá, kết luận là con máy nó vẫn bù lưới ở mức điện là 160V. Đây, điện nhà là 160V. Máy vẫn hoạt động bình thường, vẫn chế độ bù lưới vẫn hoạt động bình thường, vẫn kéo từ điện lưới vào. Nhưng với cái con Segatech này thì cái điện, cái công suất kéo lưới tối thiểu nó sẽ là 20W nhá. Kể cả đây ví dụ em tắt tải này, tải đây. Ví dụ tải đang sử dụng là 20W thì nó sẽ vẫn là bù lưới là 20W. Đấy. Tức là tối thiểu là nó sẽ luôn luôn mặc định mẹ nó đẻ ra là nó sẽ kéo lưới là 20W. Đấy, 17.8 cho tới 21.8. Đấy là mặc định. Tải càng nhiều, nếu như mà PV thiếu thì nó sẽ phải kéo lưới nhiều. Còn tải ít thì nó kéo lưới ít. Đây ví dụ tải bây giờ đang là 300W thì nó sẽ kéo lưới hơn 100W này. Nhưng mà kéo nhiều hay ít thì nó lại phụ thuộc vào cái PV, cái điện năng lượng mặt trời từ tấm pin xuống. Điện năng lượng mặt trời xuống mà thừa thì nó sẽ kéo ít và kéo tối thiểu là 20W. Tức là lúc nào mặc định khi mọi người đóng điện lưới lên là nó sẽ kéo 20W. Thế còn nhiều hay ít là nó phụ thuộc vào cái biến tần nó tính toán do cái lượng điện từ tấm pin năng lượng mặt trời xuống. Điện lượng cái điện từ, ví dụ như bây giờ hiện tại em xem là mấy giờ. Bây giờ là 15:20. Đấy thì điện từ tấm pin năng lượng mặt trời xuống nó rất là ít. Điện từ tấm pin năng lượng mặt trời xuống nó thấp. Đây nó đang nạp ắc quy này, chỉ thị nó đang nạp ắc quy. Đấy, đang nạp ắc quy đây. Đang sử dụng cho tải và nạp ắc quy đây. PV xuống nạp ắc quy đây. Nó có biểu đồ phân tích điện này. Đấy. Và kết luận cuối cùng mọi người nhé, đó là khi mọi người chạy ở chế độ application thì là điện áp 160V biến tần vẫn chạy bình thường, vẫn bám tải bình thường, không có gì thay đổi cả. Đấy, và nhưng mà khi mà điện áp thấp quá, tức là dưới 180V thì nó sẽ lên cảnh báo số 10 như này. Cảnh báo này là cảnh báo điện lưới AC đang ở mức thấp. Máy vẫn cứ chạy bình thường. Chế độ bám tải vẫn hoạt động ngon lành. Đây.
nhà đang sử dụng là 309W và đang kéo lưới là 45W. Lúc này là ắc quy nó đang lo rồi, nên nó không nạp ắc quy nữa mà nó đang bù ra tải đây. Đấy. Bây giờ em sẽ chuyển nó sang chạy ở điện 220V nhé. Tắt nó đi này. Cho nó chạy ở mức điện 220V này. Đây, lúc này điện vào là 237V, điện ra là 230. Nó bypass luôn này. Chờ một chút, khoảng 10 giây sau thì nó sẽ hết cái bypass và nó bắt đầu nó đóng điện. Đấy, bắt đầu đóng điện đây. Ở mức công suất là 238V. Công suất tải đang dùng là 472W và đang mua điện là 101W này. Tức là đang bù lưới là 300W đây. Đấy. Nó vẫn bù lưới bình thường mọi người nhá. Không có gì thay đổi cả. Còn khi mà cho công suất thấp xuống chẳng hạn, đây. Tắt tải đi. Đấy, thì cái công suất tối thiểu nó sẽ kéo từ điện lưới là khoảng 20W một chút. Tải nhà đang là 18,8 và mua điện là 28W. Mọi người cứ hình dung là khi mà tải cực thấp, tức là trong các trường hợp, tức là trường hợp mà tải thấp hoặc là PV thừa chẳng hạn, thì khi mà lối lưới thì mặc định nó sẽ kéo lưới là 30W đổ lại. Nó sẽ kéo lưới là 30W đổ lại nhé. Đấy, kéo lưới là 30W. Còn khi có tải thì là nó sẽ phụ thuộc vào điện năng lượng mặt trời. Điện năng lượng mặt trời nhiều thì bù nhiều, mà ít thì bù ít. Đây, ví dụ em cho nó tăng tải lên đây. Tải lúc này đang là 595W và đang kéo từ điện lưới vào là 365W. Cho tải tăng tiếp lên nhá. Cho tải lên khoảng hơn 1 ký đi. Tải hiện tại đang là 1,79kW, đang kéo lưới là 1,55kW này. Đấy. Đây, máy đang ở chế độ bypass. Tức là cái lựa khi nào lên chữ bypass, mặc dù nó vẫn bám tải nhưng nó lên chữ bypass là bởi vì là cái công suất kéo từ lưới vào cao hơn công suất bù lưới thì nó sẽ lên chữ bypass. Còn công suất kéo từ lưới vào mà thấp hơn công suất bù lưới thì nó sẽ hết chữ bypass. Đấy, nó là cái máy này nó hiển thị cái đặc tính của cái chữ bypass, nó là chỗ vậy. Bây giờ tắt điện lưới đi nhá. Tắt điện lưới đi thì nó sẽ rút điện từ năng lượng mặt trời và rút điện từ bình ắc quy. Đóng điện lưới đây. Điện lưới đang ở ngưỡng bình thường là 237V. Còn điện ra thì mọi người có thể điều chỉnh. Có thể điều chỉnh ra là 220V chẳng hạn. Đây. 240V, 220V. Đây, tắt điện lưới đi, nó sẽ ra 221V này, 220V này. Điện lưới là 237 này. Khi nó đóng bypass vào thì nó sẽ ra điện cùng với cả điện lưới luôn. Rồi, bây giờ lại chuyển sang chế độ điện tắt tải nhá. Chuyển sang điện 160V điện yếu đi. Điện ra lúc này đang là 220V này. Điện vào lúc này là 160V này. Nó sẽ đóng điện lưới và điện ra sẽ bằng điện lưới luôn. Đấy, và khi điện ra là 162V thì nó sẽ báo cảnh báo lỗi số 10. Máy vẫn hoạt động bình thường, vẫn bù lưới bám tải bình thường mọi người nhé. Đấy, máy đang chạy đấy. Cứ mấy giây không động đến là màn hình nó sẽ tắt mất. Rồi, ok, hôm nay em chỉ test qua về cái chế độ điện yếu nó như vậy thôi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Cái video này tương đối dài, em xin phép là kết thúc video tại đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm.